Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của ngày hôm qua. Bài học của ngày hôm qua chúng ta Lộc có lưu lại cái danh sách này. Đây là cái bài học mà mình đang dang dở. Ngày hôm qua thì mình đọc được 5 cái rồi. Tiếp theo mình sẽ đọc gì đây? Số 6, Learn and Identify SWOT là gì ta? What is SWOT? You might be asking. Học và nhận diện SWOT. Cái gì là SWOT mà bạn có lẽ sẽ đang tự hỏi? Well, it's the most common sound in English. Click here. Đây là cái âm phổ biến nhất ở trong tiếng Anh. Hãy nhấn vào đây. We use it all the time in words like teacher, around. Cái video này không có còn nữa mấy bạn ơi. Để mình kiếm cái chữ squad này trên Google coi nó là gì nha. Squad. Mình xem thử một cái clip ngắn đi. Cái clip này 3 phút nè. Để mình xem thử. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. In this American English pronunciation video, we're going to learn how to pronounce the schwa vowel sound. The schwa vowel sound. We're going to learn how to pronounce the schwa vowel sound. This vowel is always unstressed. The mouth position cái âm này nó không bao giờ được nhấn như thế này. Is a lot like the as in butter vowel, but that vowel can be and usually is stressed. But just like that vowel, everything in your lips, jaw, and neck should be relaxed for this sound. Just slightly drop your jaw to make this sound. The trick is to keep everything else relaxed. Let's look at the vowel up close and in slow motion. It's possible to make this sound on its own with just the slightest jaw drop. But in actual words, you will likely see a bit more jaw drop, like here on the word sofa. Lips relaxed, cheeks relaxed, tongue forward and relaxed. As I said, this vowel can only be in an unstressed syllable. All other vowel and diphthong sounds can either be stressed or unstressed. So the schwa will always be really fast and low in pitch. Sofa. Sofa. Fa. Schwa. Fa. Schwa. Sofa. Ability. 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 The schwa goes with the syllabic consonants L, M, N, and R. That means when you have a syllable with a schwa followed by one of these consonants, you don't need to make the schwa. It gets absorbed by the next sound. For example, the word father. 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 Yes. Just go from the TH sound right into the R sound without trying to make a separate schwa. Schwa. Father. Ther. The schwa. Always unstressed. The. Sofa. Sofa. Ability. 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 Example words. Repeat with me. Allow. 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 Extra. 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 Data. Data. Data.
Data. Again. 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 Visa. 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 About. 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 Grammarly does more than catching. Dạ, vậy là mình đã học xong cái am qua. Tiếp tục, learn about weak and strong forms of common words. Học về những cái dạng yếu và mạnh của những cái từ thông thường. À, mình dịch thiếu cái câu này. Will you... À, mình hình như dịch rồi. When you know about the schwa sound. Khi mà bạn biết về cái âm schwa, you will listen to native speakers in different way. English is a stress-timed language. Khi mà bạn biết về cái âm schwa, thì bạn sẽ nghe tiếng Anh của người bản xứ theo một cách khác. Tiếng Anh là một cái ngôn ngữ nó nhấn theo thời gian. Which means that we use a combination of strong and weak forms of some words. Có nghĩa rằng chúng ta sử dụng những cái tổ hợp của những cái dạng từ, dạng của một vài từ mạnh và yếu, dạng mạnh và yếu của một vài từ. For example, which words do we stress in the following sentence? Ví dụ, những cái từ nào mà chúng ta nhấn ở trong cái câu ở bên dưới đây? I want to go for a drink tonight. Mình nghĩ là mình nhấn chữ want. Want drink tonight. Right. Dưới đây để coi người ta có giải thích không nha. Tôi muốn đi uống nước tối nay. Tôi muốn đi nhậu tối nay. How do native speakers pronounce 2, 4 in in the sentence? Cái cách mà người bản xứ người ta phát âm chữ 2, chữ 4, chữ ở trong cái câu này như thế nào? We can use the schwa sound so it sounds like. Chúng ta có thể dùng schwa sound cho nên cái câu này nó sẽ nghe như vậy đây. I wanna go further. I wanna go for a drink tonight. I'm squana. Wanna ne. Refara ne. Tonight ne. I wanna go for a drink tonight. Không có tờ nha mấy bạn. I wanna go for a drink tonight. Learn how and when to use weak sound, weak forms, and your speaking will improve overnight. Học cái cách và cái khi nào mà mình sử dụng cái dạng nhẹ khi mà mình phát âm đó, thì cái việc nói chuyện, cái việc nói của bạn sẽ cải thiện qua một đêm, là cải thiện rất là nhanh chóng. Cái video cũng không có tồn tại. You will also learn to focus on stressed words when listening to fast native speaker English, and you will finally be able to understand us. Bạn sẽ cũng sẽ tập trung vào những cái âm được nhấn khi mà nghe và nghe khi mà nghe những cái bài nói, những cái người nói chuyện nhanh bản xứ bằng tiếng Anh, và cuối cùng bạn sẽ cảm thấy là bạn hiểu được chúng tôi, có thể hiểu được chúng tôi. Số 8, learn about word stress, là học về những cái âm, những cái nhấn ao, nhấn từ, nhấn chữ. When words have more than
one syllable. We stress more one or more of them. Khi mà từ nó có nhiều hơn hai âm tiết, nhiều hơn một âm tiết thì chúng tôi sẽ nhấn một hoặc là nhiều trong số những cái âm tiết đó. For example, the word intelligent has four syllables, but which syllable do we stress? Intelligent là có bốn âm tiết, mình nhấn âm hai đúng không các bạn? Mình tra để xem cái phiên âm của nó này. Intelligent. Intelligent. Các bạn thấy em nhấn âm 2 nè. Intelligent. Rồi, tiếp tục. Click here to find out. À, nó hiện ra cái từ điển cho mình luôn nè. Intelligent. Intelligent. Remember that the small vertical mark above the word identifies the stressed syllables. Syllable. Là ghi nhớ rằng cái dấu mà đánh dọc đó, cái dấu mà thẳng đứng nhỏ nhỏ thì ở trên cái từ mà ở trên cái từ đó sẽ nhận diện cho chúng ta cái âm tiết được nhấn. Đây cái dấu này nè, intelligent. Rồi mình đọc cái số 9. Learn about sentence stress. Học về cái nhấn nhá ở trong câu. Sentence stress refers to the word or words which stress in a phrase of a sentence. Là những cái sự nhấn câu sẽ đề cập tới những cái từ, những cái sẽ đề cập đến từ hoặc là những cái từ mà chúng ta nhấn ở trong một cái cụm hoặc là một cái câu. Khi mà when we stress a word, we have the listener understand what is important. Khi mà chúng ta nhấn một cái từ thì chúng ta giúp người nghe hiểu được rằng cái gì là quan trọng. If we stress the wrong word or don't stress the key word, the listener may get confused or not realize what is important in the sentence. Nếu mà chúng ta nhấn âm sai, nhấn cái từ sai và chúng ta hoặc là không nhấn cái từ khóa của cái câu thì người nghe có thể sẽ hơi bối rối và người ta sẽ không nhận ra được cái gì là quan trọng ở trong câu. A few years ago, I enrolled in a gym. Là một vài năm trước, một cách đây không lâu đó, ít năm trước thì tôi đăng ký ở một phòng tập. I was asked to attend an introductory class at 5 to 6. Là tôi được yêu cầu là tham dự một cái lớp học giới thiệu vào lúc 6:05. The Hungarian receptionist stressed the word sick, so I arrived at 5:55. Người lễ tân, người Hungary đã nhấn cái từ 6, cho nên tôi đã đến lúc 5:55. She looked at me and told me what that I was late and the class have nearly finished. Cô ấy nhìn tôi và nói với tôi rằng tôi đã trễ và cái lớp học nó đã sắp kết thúc rồi. She should have stressed 5 and 6, so would have understood that the class did from 1 hour and began at 5 p.m. Cô ấy lẽ ra phải nhấn số 6 và số 5, không phải là 5 to 6, mà là 5 to 6. Đó, nhấn âm như vậy đó, người ta mới hiểu là nó sẽ được hiểu là nó sẽ diễn ra trong 1 giờ và bắt đầu lúc 5 giờ. For more on sentence stress, read here.
sentence stress nữa. Đây, sentence stress. Lát hồi mình sẽ đọc cái này nha. Rồi, mình đọc cái số 10 này. Mình đọc cái số 10 này xong. Ôi, có rất là nhiều đường link để mà học luôn á mấy bạn. Một cái bài này nó ra rất là nhiều đường link tua tủa ra cho mình học luôn. Identify fixed and semi-fixed phrases and practice them. Fixed phrases usually contain between 3 and 7 words and include items like nhận diện những cái cụm từ cố định và bán cố định và sử dụng và luyện tập chúng. Những cái cụm từ cố định thì nó thường bao gồm khoảng giữa 3 đến 7 cái từ và chúng là những cái cụm từ như kiểu là to be honest, thành thật mà nói, in a moment là ngay lập tức, in a moment là một lúc thôi, là nhanh lắm, diễn ra rất là nhanh, on the other hand là một chút xíu, không phải, on the other hand là mặt khác. A conversation is made grammatically structures, vocabulary and fixed or semi-fixed phrases. Một cái đoạn hội thoại thì nó được tạo ra bởi những cái cấu trúc ngữ pháp, những cái từ vựng, những cái cụm cố định hoặc là bán cố định. In fact là thật sự. To tell the truth, thành thật mà nói. On the whole, tóm lại. Most of the time, hầu hết thời gian, mọi lúc. My friends and I, bạn của tôi và tôi. Right, communicate with each other in a series of fixed and semi-fixed expressions. Là giao tiếp với lẫn nhau, với nhau thông qua một cái chuỗi những cái sự diễn đạt cố định và bán cố định. Là những cái cụm từ này nè mấy bạn. Like, to be honest, in a moment, on the other hand, in fact, to tell the truth, on the whole, most of the time, my friends and I. Learn the communicative function of these phrases and practice how to pronounce them. Hãy học những cái chức năng giao tiếp của những cái cụm từ này và luyện tập cách để mà phát âm chúng. Remember weak forms. Which words are stressed? Là hãy ghi nhớ những cái dạng yếu, những cái dạng yếu và những cái từ mà được nhấn. Từ nào được nhấn? And use them in your everyday conversation. Và sử dụng chúng ở trong cái đoạn hội thoại mỗi ngày của bạn. Chúng ta có rất là nhiều thứ ha. Cái này là nó mang tính liệt kê. Rồi cái bên đây thì bây giờ mình tắt cái này đi. Bữa sau mình học đọc được 10 cái này rồi. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại sơ bộ nha mấy bạn. Mình đọc cái số 6. Là số 6 nó kêu chúng ta là học âm swa. Rồi mình hồi nãy mình cũng có teacher hoặc around, mấy cái âm swa này thì mình không có nhấn. Teacher, around, hả? Rồi cái này là âm rồi tiếp tục là learn about weak and strong form of common words, là mình học dạng mạnh và yếu của những cái từ. Cái câu này mình sẽ đọc là I wanna go for a drink tonight. I wanna go for a drink tonight. Nó có những cái chữ N F T. Đó. I wanna go for a drink tonight. I wanna go for a drink tonight. Là mình học cái lúc mà dạng mạnh và yếu của những cái từ thông thường. Những cái từ to, for, này mình sẽ đọc nhẹ đi.
I wanna go for a drink tonight. Tiếp tục nè, chúng ta sẽ học về nhấn từ, nhấn âm ở trong từ, như là từ intelligent, à, nhấn âm là cái dấu này. Số 9 là chúng ta sẽ học về nhấn âm trong câu. Mình phải, ví dụ như mình muốn nói với người ta là nó diễn ra từ 5 đến 6 giờ thì mình phải nhấn là 5 to 6. Mình phải nhấn hai chữ luôn. Còn ví dụ như mình nói là 5 to 6 là mình nói là 6 giờ kém 5. Mấy bạn thấy không? Đôi khi mình cũng phải để ý cái này để mình nói cho nó đúng ha. Rồi cái số 10 là nhận diện những cái cụm từ mà nó cố định hoặc là bán cố định mà nó dao động trong khoảng 3 đến 7 từ, như là to be honest, in a moment, on the other hand. Đó, mấy cái từ này. Rồi chúng ta sẽ tắt cái này đi. Mình học 10 cái rồi. Bây giờ mình mở cái đường link đó ra thì bây giờ mình sẽ đọc cái này. Teach sentence stress with Bob and Julie là học về cái nhấn nhá ở trong câu với Bob và Julie. Bài đăng này được đăng vào 2013 tháng 12 ngày 5 bởi Gates. Rồi, English is often termed a stress time language. Tiếng Anh thường được term là kiểu như được term là được cấu thành đó. Mình tra nha. Term. Term động từ. Này, to give something a name or to describe with a particular expression. Là mình cho cái gì đó một cái tên hoặc là diễn tả nó với một cái sự diễn đạt nhất định. Nè, tiếng Anh thường được diễn đạt như là một ngôn ngữ có nhấn nhá lúc này lúc khác. Which means that we pronounce content words. Có nghĩa là chúng ta phát âm những cái từ nó hàm chứa nội dung. Often nouns, activities and main verbs là chúng ta thường phát âm ra những cái như là danh từ, tính từ và những cái động từ chính. More loudly and more slowly than grammar words like prepositions and articles. Là chúng ta thường nhấn nhá đọc lớn lên và chậm hơn là những cái từ mà nó mang tính chất là cú pháp, ngữ pháp, giống như những cái giới từ và những cái màu từ. The beat and rhyme, rhythm. The beat or rhythm of the language is also determined by these stressed content words, which means we swallow the content words. Cái beat là cái nhịp và cái rhyme là cái độ lên xuống của cái ngôn ngữ thì được xác định bởi những cái từ hàm chứa nội dung mà được nhấn nhá này. Cái mà có nghĩa là chúng ta sẽ swallow là nuốt cái từ hàm chứa nội dung. Swallow là nuốt, đúng không ta? Đúng rồi, swallow là mình nuốt á. Mà tại sao lại là nuốt nhỉ? Là mình phải kiểu như là mình đọc tiếp rồi ha, coi nó như thế nào. Syllable time languages like Spanish, những cái ngôn ngữ mà nó nhấn vào cái trọng âm hả, và những cái âm tiết, cái âm tiết nó có tính lên xuống. Syllable time sound quite different because most syllables have the same length
những cái ngôn ngữ mà kiểu như là nó có âm tiết mà kiểu như sao ta dao động theo thời gian, syllable time, stress time, này là thiên về nhấn nhá, còn cái này thiên về âm tiết, giống như tiếng Việt của mình nói chuyện cũng có lên kiểu như là cái âm nó dấu sắc huyền hỏi ngã nặng, mình nghĩ như vậy thì nghe rất là khác, bởi vì hầu hết các âm tiết thì có cái độ dài tương tự nhau, giống hệt nhau. Speakers of syllable time languages can sound quite monotonous, to native speakers as we are accustomed to identifying meaning by listening out for stretched contained words. Những cái người nói chuyện của cái ngôn ngữ mà cái âm sao ta syllable time, stress time, mình tra coi nó có nghĩa gì nha. Syllable time còn stress time. Stress time language là cái ngôn ngữ mà những cái âm tiết nó được nhấn, được khi mà được nói ra ở những cái khoảng nghỉ thông thường, và những cái âm tiết mà không được nhấn thì nó sẽ được rút ngắn lại để mà nó phù hợp với cái nhịp điệu của câu. Đó. Cái này là nhấn nhá theo cái âm điệu của cái câu. Còn cái này thì nó sẽ các âm sẽ đều đều nhau. Nếu cái người nói cái ngôn ngữ mà syllable time thì có lẽ là sẽ nghe nó giống như là một tông monotonous. Monotonous là not changing or therefore boring, là kiểu như không có thay đổi, cái giọng điệu của người ta không có thay đổi. Đối với người bản xứ mà nói tiếng Anh, nói cái tiếng mà stress time language, as we are, bởi vì chúng ta đã quá quen với việc nhận diện ý nghĩa của câu bằng cái cách nghe ra những cái từ nội dung mà được nhấn. Think of it this way, hãy nghĩ nó theo cách này nè. Have you ever had a telephone conversation in which the other person is doing all the talking? Bạn đã bao giờ nghe một cái đoạn nói chuyện điện thoại, và có một cái cuộc nói chuyện điện thoại ở mà cái người nói đó thì is doing all the talking, là người ta nói suốt. Stop listening and hold the receiver or your mobile away from your ear, là bạn dừng cái việc nghe và giữ cái tai nghe, cái ống nghe đó, hoặc là cái điện thoại của bạn ra xa khỏi tai. But you still get the gist of what the other person is saying. Nhưng mà mình vẫn nắm được cái ý chính mà cái người khác người ta đang nói. Mình tra cái từ gist nha. Gist. The gist có nghĩa là the most important pieces of information about something, là cái thông tin quan trọng, cái mẫu thông tin quan trọng về cái điều gì đó, hay là all general information without details, là cái đại ý, những cái thông tin chung chung mà không cần phải là chính xác, chi tiết. That was the gist of what he said. Gist. Gist. That was the gist of what he said. Đó là cái đại ý mà anh ấy muốn nói, anh ấy đã nói. You hear the content words and follow what they are saying. Bạn nghe được cái từ nội dung, từ chứa nội dung, và bạn theo được cái điều mà người ta đang nói. As English is a stressed time language, bởi vì bởi vì tiếng Anh là cái ngôn ngữ mà nó nhấn vào những cái lúc mà quan trọng đó. It's vital that we raise our students
nó rất là quan trọng để mà chúng ta raise our students' awareness of the phonological feature. Là rất là quan trọng để mà chúng tôi đẩy ra nhờ làm cho học sinh người ta nhận thức được cái những cái đặc điểm về phát âm. One way to do this is as follows. Một trong những cái một cách để mà làm được điều này thì nó ở bên dưới đây. Find a photo of a man and a woman having a serious chat. Hãy nhìn vào, hãy xem, hãy nhìn thấy vào cái hình một người đàn ông và một cái người phụ nữ ở bên dưới đang có một cái cuộc nói chuyện nghiêm túc. Build the context in a few questions. Who they are? What's their relationship? What are they talking about? How does she feel about him? How does she feel about her? Là mình xây dựng lên cái bối cảnh của mình dựng lên bối cảnh thông qua một vài câu hỏi như sau. Who they are là họ là ai? Mình nghĩ họ là chắc là đồng nghiệp của nhau. What's their relationship? Mối quan hệ của đồng nghiệp luôn. What are they talking about? Là họ đang nói gì? How does she feel about him? Là cô ấy cảm thấy thế nào về anh này? Mình thấy là cảm thấy chắc là đang lắng nghe rồi kiểu như là đồng cảm theo. How does she feel about her? Mình nghĩ là anh này đang nói một cách chăm chú và chắc là cũng không có để ý nhiều tới cô này. Right. Give the couple in the photo names. Let's say Bob and Julie. Board the following dialogue. Hãy đặt tên cho những cái người trong hình. Tạm đặt tên là Bob và Julie nhé. Anh này là Bob, cô này là Julie. Và board the following dialogue. Board có nghĩa là lên tàu hoặc là lên máy bay đó. Nào cùng khởi hành. Board động từ. Board động từ. Đây. To get on a boat, train or aircraft. Là mình lên máy bay, mình lên thuyền, lên tàu. To sleep or eat meal in someone's house. Là mình trả tiền để mình ngủ hoặc ăn ở nhà một ai đó. Right, board the following dialogue. Có nghĩa là cùng bắt đầu cuộc hội thoại nào. I love you, Julie. Anh yêu em, Julie à. But I don't love you, Bob. Nhưng mà em đâu có yêu anh đâu, Bob. Rồi, ask for a couple of volunteers and sit them at the front of the class. Hay bây giờ hãy hỏi một vài cặp tình nguyện viên và cho họ ngồi trước lớp. Ask them to perform the dialogue. Hãy nhờ họ diễn lại cái đoạn hội thoại này. You'll get a round of laughs at this stage. Bạn sẽ cười thiệt là nhiều cho mà coi ở cái sân khấu này. A round of. Mình tra từ điển Oxford đi. A round of. A round of laughs at this stage. Then understand, then underline a couple of words in the dialogue and ask the students to perform the dialogue again. But this time ask them to stress the underlying words. I love you, Julie. Là những cái nào gạch dưới thì mình sẽ nhấn nè. I love you, Julie. But I don't love you, Bob.
Ask the student if they can infer any extra information about a couple's love life from this second performance. Hỏi những học sinh là liệu là họ có thêm được cái thông tin gì không về cái cặp đời sau, về cái cuộc sống yêu đương của cái cặp đôi này từ cái phần trình diễn thứ hai này không? Hopefully the students will come up with comments like those below in blue. Hy vọng rằng những cái bạn học sinh sẽ có được những cái bình luận như kiểu ở dưới đây ở màu xanh là I love you, Julie. Là kiểu như là đó là bạn. Tôi yêu Julie, not her sister, flashmate, hoặc là my ex-girlfriend. Là có nghĩa là đó là một người bạn, là người bạn mà tôi yêu Julie. It's you, I love Julie. Kiểu như thay vì nói mình nói là I love you Julie thì nói một câu khác là It's you, I love Julie. Tôi yêu Julie, chứ không phải là chị của bạn, hoặc là bạn cùng phòng, hoặc là cái bạn gái cũ nào hết. But I don't love you, Bob. I'm in love. I am in love, Bob. Là tôi thì yêu, tôi đang yêu Bob. Not with you though. À, là tôi đang yêu đó Bob à, nhưng mà không phải là bạn đâu. Tôi yêu tôi yêu một cái người anh em nào đó, hoặc một cái người anh nào đó, hoặc là một cái bạn cùng phòng, hoặc là bạn thân, hoặc là Justin Bieber, chứ không phải bạn đâu. Underline the couple of different words in the dialogue. I love you, Julie. I know. Bây giờ mình nhấn vào những cái chữ này nha. I love you, Julie. Là I know you are supposed to be just good friends, but I'm crazy about you, Julie. Là tôi biết rằng bạn chỉ cho rằng chúng ta là bạn tốt thôi, nhưng mà tôi phát điên vì yêu bạn đó, Julie à. But I don't love you. But I don't love you, Bob. Kiểu như là you are one of my best friend, Bob. You're a great guy, but I don't float my boat. Rock my world. Nhưng mà bạn không có đẩy được thuyền của tôi, không có làm cho thế giới của tôi thật tuyệt. Là kiểu như là mặc dù anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc. I don't love you, but I don't love you, but. Đó, kiểu vậy. Rồi. Let the whole class join in now. Hãy để cho cả lớp tham gia vào. Put them in pairs and get them stressing different words in the dialogue and ask them to infer extra information about Bob and Julie from the stressed contained words. Là hãy để cho cả lớp tham gia vào để cho họ đóng theo cặp và thực hiện cái việc nhấn những cái âm ở trong từ trong cái đoạn hội thoại và hỏi họ là họ có suy luận được ra những cái thông tin thêm nào về Bob và Julie từ cái những cái từ nội dung mà được nhấn không. By doing this simple activity, you can raise your learners' awareness of which types of words are generally stressed and get them acting out dialogues and not merely reading them aloud. Là bằng cái những cái hoạt động đơn giản này thì bạn có thể cho học sinh của mình nhận thức được cái loại từ nào thì mình nhấn, và mình nhận được cái và cho họ diễn cái đoạn hội thoại này, chứ không chỉ là đọc chúng lớn lên thôi, đọc lớn chúng thôi. Encourage them to think about how stressed contained words can help us identify the emotions, feelings of the speakers in dialogues
should help improve their pronunciation and develop their listening skills. Hãy động viên, hãy khuyến khích những học sinh đó nghĩ về cái từ nội dung được nhấn, có thể giúp họ nhận diện được cái cảm xúc, cái cảm giác của người nói ở trong cái đoạn hội thoại, sẽ giúp cho họ cải thiện được cái phát âm tiếng Anh của họ và cải thiện được cái kỹ năng nghe nữa. They will realize they don't have to hear every word, every single word to understand spoken language. Là họ không nhất thiết là phải nghe từng chữ một để mà hiểu được tiếng Anh mà người ta nói. Rồi, mình xem lại cái chỗ nhấn âm này nha. Bây giờ mình nhấn là I love you, Julie, là mình yêu bạn đó, chứ không phải yêu ai khác. But I don't love you, Bob, là tôi không có yêu bạn đâu. Bạn, mình nhấn vào cái chữ bạn là mình nói đích thân là bạn. Mà có lẽ là tôi yêu ai khác rồi. Rồi, là I love you, Julie, mình nhấn vào chữ love là mình rất là yêu, đúng không? Mình yêu cực kỳ luôn, crazy about you luôn, Julie nè. Rồi, nhưng mà bạn Julie trả lời, but I don't love you, Bob. Là bạn rất tốt, nhưng mà tôi không có yêu bạn. Mình nhấn vô cái chữ yêu. Rồi, vậy là mình xong cái bài này. Rồi, bây giờ mình có cái bài này. Bài này nó liệt kê ra 1001 1000 cái sự diễn đạt. Để cho mình học luôn. Nó rất là nhiều như vậy thì mình nghĩ là cái việc mà đọc một lần thật là nhiều như vậy thì nó sẽ không có tốt cho mình đâu. Tại vì mình đọc xong mình không có nhớ hết được, mình cũng không có biết cách ứng dụng. Mấy bạn thấy không? Mình kéo hoài nó cũng hết. Bây giờ mình đọc cái phần mô tả ở phía trên ha. Mình đọc xong cái phần ở phía trên này rồi mình nghĩ nha mấy bạn. Rồi. Over 1,000 of the most common fixed expressions and idioms in the English language. Là hơn 1,000 cái sự diễn đạt cố định và những cái thành ngữ thường thấy ở trong ngôn ngữ tiếng Anh. This list has been compiled of the most fixed expressions and idioms in the English language. Cái danh sách này thì nó được compile, có nghĩa là nó được chồng chất, được đặt vào với nhau đó. Những cái mà thành ngữ và những sự diễn đạt thông dụng, những cái sự diễn đạt cố định và những cái thành ngữ thông dụng nhất ở trong cái tiếng Anh, với 1157 cái sự diễn đạt là cái thành ngữ như vậy. The reason that we have posted this list is to get our current and potential students to start thinking about linguists. Thinking like a linguist. Là cái lý do mà chúng tôi đăng một cái danh sách như vậy là để cho những cái học sinh hiện tại và những học sinh tiềm năng của chúng tôi có được cái bắt đầu suy nghĩ như là một cái nhà ngôn ngữ học. So that they can have an easier time translating things. Do đó thì họ sẽ có một cái thời gian nó dễ chịu hơn để mà dịch mọi thứ. And more productive study time when they sit down to complete their assignments. Là sẽ hiệu quả hơn, sẽ đầy năng suất hơn trong cái thời gian học khi mà họ ngồi xuống để mà hoàn thành những cái bài tập được giao về viết lách hay là gì đó. This list have been compiled for the sake of students who are enrolled through level 3 of Broad Sky Alternative Language Academy program. Là cái danh sách từ này được tổng hợp vì những học sinh mà đã đăng ký cho cái trình độ 3 của cái chương trình tiếng Anh học thuật, tiếng Anh ngôn ngữ học thuật thay thế Broad Sky.
Though this list in no way should be thought as a complete list of idioms and fixed expressions. Mặc dù cái danh sách này không thể nào được cho là một cái danh sách toàn diện của những cái thành ngữ và những cái sự diễn đạt cố định. It should, however, be thought as a reference tool for students trying to classify his or her native language. Tuy nhiên, nó nên được xem, được nghĩ là như là một cái công cụ tham khảo cho những học sinh mà đang cố phân loại cái tiếng Anh bản xứ của anh ấy hoặc cô ấy. And as an aid to help students break down said language into the most basic parts of uses. Là như là một cái cứu cánh để giúp cho những học sinh mà nói đó, học sinh mà học nói, break down là chia ra được những cái tiếng Anh, những cái ngôn ngữ nói thành những cái phần sử dụng nó căn bản nhất. What we mean by basic parts of uses is essentially all the different situations that a speaker of any language will generally find him, herself in when speaking whatever language on a daily basis. Là cái mà chúng tôi ngụ ý ở đây là những cái phần mà cơ bản nhất của việc sử dụng thì nó rất là cốt lõi. Tất cả những cái tình huống khác nhau mà người nói của bất kỳ cái ngôn ngữ nào cũng sẽ bắt gặp anh ấy hoặc cô ấy khi mà mình nói bất cứ cái ngôn ngữ nào mỗi ngày. Though this list has been written in English, mặc dù cái danh sách này thì được viết bằng tiếng Anh, it needs to be clarified that it has been compiled as a template for all languages. Mặc dù nó viết bằng tiếng Anh nhưng mà nó cần được làm rõ rằng nó có thể được tổng hợp như là một cái mẫu, một cái template cho tất cả các ngôn ngữ. Mặc dù, though for some English in this list American, mặc dù một vài cái tiếng Anh mà ở trong cái danh sách này là tiếng Anh của Mỹ đó, thành ngữ nè, idiom, some English idiom là những cái thành ngữ Mỹ, there may be an exact equivalent item that can be translated perfectly. There's almost always something that is close enough. Là có lẽ là sẽ không có một cái chuyển ngữ, một cái câu gì đó tương tự như vậy, chính xác tương tự như vậy mà bạn có thể dịch một cách hoàn hảo đâu. Nhưng mà luôn luôn có những cái thứ mà nó gần đúng, đó, gần đúng ở trong ngôn ngữ của bạn. Rồi, tiếp tục nè. To our readers, when you sit down to take a look at this list, you ought to do so carefully and consider how we as speakers of American English both think as well as talk about the everyday situation that happened around us. Bây giờ là nói với những người đọc nè. Khi mà chúng ta ngồi xuống và nhìn vào cái danh sách này thì chúng ta phải làm như nhìn một cách thật là cẩn thận và cân nhắc xem chúng ta như là những cái người mà nói tiếng Anh Mỹ đó, phải cân nhắc mình nói tiếng Anh Mỹ giống như là người bản xứ người ta nghĩ, người ta nói về những cái tình huống hàng ngày mà diễn ra quanh ta. You will notice that for most of these phrases, và sẽ nhận ra rằng trong hầu hết những cái cụm từ này, one, there are multiple ways of saying the same thing, là có rất là nhiều cách để mà nói cái điều y hệt như vậy. And two, it is a constant puzzle to match the phrase with the right preposition. Là có thể là nó sẽ liên tục là một cái rối rắm để mà nói những cái cụm này với những cái giới từ mà nó cho phù hợp. Not sure what a preposition is. Không chắc cái giới từ nào sẽ đi theo. Well, to give a quick
clarification để mà đưa ra một cái giải thích rõ ràng, nhanh chóng. A preposition can be looked as. Một cái giới từ có thể được nhìn như là a, one, là a word that connected two nouns, as well as. Một là giới từ, là một cái từ có thể kết nối hai cái danh từ, cũng như là hai, a word that indicates the position of a particular noun in relation to another noun. Hoặc một cái nghĩa thứ hai là nó là một cái từ để chỉ ra được cái vị trí của một cái từ nhất định đối tương quan với lại một cái danh từ khác. While you yourself are probably already a master of just knowing. Trong khi bản thân bạn có lẽ là đã là một cái người rất là rành rẽ về cái việc chỉ biết thôi. When you use particular preposition, khi bạn sử dụng một cái giới từ nhất định, you will find that when you sit down and think about many of the fixed expressions that appear on this list, là bạn sẽ nhận thấy rằng khi mà bạn ngồi xuống và nghĩ về rất là nhiều những cái sự diễn đạt cố định mà xuất hiện ở trong cái danh sách này, the particular preposition used in the expression is often arbitrary or just random. Là cái những cái giới từ nhất định được dùng ở trong những cái sự diễn đạt này thì thường là nó mang tính là tùy ý, ngẫu nhiên hơn là arbitrary. Arbitrary thì bắt buộc hơn là chất ngẫu nhiên. Arbitrary là kiểu như bắt buộc đó mấy bạn. Cho mình xem. Arbitrary. Arbitrary là không có công bằng, là hơi chuyên chế một chút, là sử dụng quyền lực mà không có cân nhắc đến người khác. Đó, nó hơi mang tính chuyên chế chứ không phải là nó ngẫu nhiên đâu. Mình phải học thuộc á. Thông thường cái giới từ nào mà đi với cái cụm nào thì nó sẽ mang tính học thuộc hơn. Arbitrary là chuyên quyền độc đoán. Là tùy hứng. Là nó mang tính tùy hứng hơn hả? Chứ không phải dựa vào cái gì đó nó, chứ không phải dựa vào cái lý trí, là nó mang tính tùy hứng hơn. Nè, chữ random với chữ arbitrary này là nó giống giống nhau nè. Yet you will notice that the phrase by itself is just a very common phrase that you already had memorized. Bạn sẽ nhận ra rằng cái cụm từ này bản thân nó là một cái cụm từ rất là thông dụng mà bạn đã nhớ nó trước đây rồi. Yet when you are forced to look at an expression such as on foot, you will perhaps puzzle over why it is considered an acceptable part of speech. Là khi mà bạn buộc phải nhìn nhận một cái sự diễn đạt giống như là on foot, là đi bộ đó, là mình dùng chân đó, on foot, thì bạn có lẽ sẽ puzzle over why. Puzzle là kiểu như mình hơi rối. Puzzle over, mấy bạn. Puzzle over, to think hard about something that is in order to understand or explain it. Là mình nghĩ rất là nhiều về cái thứ gì đó để mà hiểu và giải thích nó. Karen
puzzled over the question all evening. Là cô ấy suy nghĩ trăn trở về cái câu hỏi đó cả đêm. Rồi mình sẽ trăn trở là tại sao nó được cân nhắc là một cái phần của bài nói mà được chấp nhận. But it is not grammatical. Grammatical là nó không có đúng về cái mặt ngữ pháp lắm. Should it be on feet? Tại sao nó không phải? Có lẽ là nó nên là on feet thay vì là on foot thì nó mới đúng, đúng không? The reality is that such expression just that way. Thực tế rằng cái diễn đạt này nó chỉ là như vậy thôi. Just that way là nó là như vậy. Mình phải tuân theo thôi. Rồi, tiếp tục. And there is no real way to translate them literally. Và không có cách nào thiết thực, không có cách thực tế nào mà để diễn đạt chúng theo đúng nghĩa đen. They are called fixed expression for a reason. Và nó được gọi là cái sự diễn đạt cố định là như vậy. Là kiểu như nó cố định như vậy rồi, cho dù nó có hơi, nhìn về mặt ngữ pháp nó có hơi lạ một chút, nhưng mà nó đã cố định như vậy rồi thì mình phải tuân theo nó just that way. Các bạn hiểu ý không? Là mình khó lòng để mà mình dịch nó một cách nghĩa đen lắm. Mình phải học cái nghĩa bóng của nó. So, without further ado, ado là gì? Without further ado, là without delaying, không chần chừ nữa, immediately, là ngay lập tức. Without further ado, we set to work without further ado, không chần chừ thêm nữa. We ask you to use this list to start thinking about how you will translate them. Translate your everyday life from English. Chúng tôi nhờ bạn, yêu cầu bạn, khuyên bạn, hoặc là đề nghị bạn sử dụng cái danh sách này để bắt đầu suy nghĩ về cách mà bạn dịch cái đời sống hàng ngày của bạn từ tiếng Anh into whatever other language you are learning, thành bất cứ một cái ngôn ngữ nào mà bạn đang học. Chúng tôi đảm bảo rằng we guarantee that if you even learn as much as a third of fixed expressions on this list by the time you are in level 3, là chúng tôi đảm bảo rằng nếu mà bạn thậm chí học 1/3 của cái danh sách sự diễn đạt cố định này thôi ở trong cái danh sách này, by the time you are in level 3, là trong cái lúc mà bạn ở trong cái trình độ 3 của cái khóa học này nè, tại vì cái này là soạn ra cho cái trình độ của khóa học này, you will be well on your way having a great deep understanding of your respective foreign language of study. Bạn sẽ rất là giỏi trong cái, bạn sẽ giỏi lên trong cái cách mà bạn có những cái sự thấu hiểu sâu hơn, rõ ràng hơn về những cái khía cạnh ngôn ngữ nước ngoài của việc học. Embrace, cheer us, and add on to this list. Là hãy đón nhận bằng cheers, là bằng sự nhiệt thành, là và add on to this list, và thậm chí là bạn có thể thêm vào cái danh sách này nữa. Rồi bây giờ mình đọc vài cái bất kỳ nha. During the day là suốt ngày, at night là ban đêm nè, in the meantime đó, nó rất là nhiều thứ. In the meantime là cùng lúc đó, trong lúc đó. In my opinion, rồi to be jealous of. If I were you, I. À, nếu tôi là bạn thì tôi. Rồi, first of all, in the future, in the past. À, nó rất là nhiều. Các bạn thấy không? Rồi mình, to be attracted to, là bị cuốn hút vào cái gì đó. To take place là diễn ra. Rồi, tiếp tục. To fill up the tank, là làm đầy cái hồ, to run on empty, là mình xài hết cái gì đó. Rồi tiếp tục nè, right now là bây giờ, ngay bây giờ,
Just a minute ago, là một vài phút trước, một phút trước thôi. Đó, mình kéo tới cuối cùng luôn, nó rất là nhiều. Mình không thể nào mà mình học ở đây, mình học không không có từ trơ trọi như vậy được. Mình cần có ví dụ, mình cần có ứng dụng sâu hơn để mình rõ hơn. Rồi, to go to church là để đi tới nhà thờ. Các bạn thấy dịch church là nó là một cái danh từ nhưng mà phía trước nó không có mạo từ ấy. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải học thuộc là to go to church chứ không có go to the church hay là a church gì hết. Mà to go to church là đi tới nhà thờ. Go to war là đi đến chiến tranh chứ không có mạo từ phía trước chữ war. To happen to somebody. Đó. Những cái fixed expression là như vậy. Những cái sự diễn đạt cố định là như vậy. Rồi, vậy là hôm nay chúng ta đã học xong những cái tiếp theo của 33 cách đều giúp mình nói tiếng Anh tốt hơn. Và mình cũng đã xem một cái đường link nữa về những cái từ, những cái sự diễn đạt cố định. Và bài học của chúng ta đến đây là dừng lại. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.